sống hai con đó, con đẻ ra đấy. Đây là con tôm tích ở bờ biển Vũng Tàu đây. Con này được đánh giá là ngon hơn so với ngon hơn so với hàng bán. Mà giờ đây nước ấy luôn thì ra cũng còn mấy. Không, có từ cái đầu nó có cái móc câu. Con cái nè. Ồ, một hang nó hai con à. Hai con có được một cái. À. Còn một con hai con. Không còn. Một hang nó có hai con. Cái nó có trứng. Trứng vàng kìa nè. Này là con tôm hả? Này tôm tích, tôm tích. Quá dễ thương quá. Trứng ngon ghê không? Cái loại ăn ngon cực kỳ. Cái gạch làm sao mà mình phân biệt được mà ấy. Tôm sống hả? Tôm tích, tôm tích. Cát cái này phải làm ở dưới cát luôn ha, hay nhỉ. Theo ông chú này có nói thì cái cách của người chuyên bắt thì người ta chỉ nhìn lúc mà sóng nó đánh lên xong nó chạy xuống là người ta sẽ biết được cái hang của nó. Thì trong một hang nó sẽ có hai con trống và con mái, thì một hang sẽ bắt được một lần hai con. Con này nó sẽ khác biệt so với cái con mà mình mua ở ngoài loại lớn, thì loại đó thì nó vỏ nó cứng, ăn chỉ được cái phần ở trong thôi, còn con này là ăn cả vỏ luôn, ngon hơn nhiều. Cái này con nhỏ nhỏ xíu bằng đầu cái đũa. Này nhỏ quá không bắt được. À, mình không bắt. Nó nhỏ quá mình bắt không được, nhưng mà nó không có đáng ha. Nhưng mà nó vẫn có trứng gì thôi. Con này nhỏ quá nên là bỏ. Hay ghê. Con này to rồi. Con này không được. Vừa với con mấy. Dạ. Cái gì vậy? Con nhảo, nhảo ghê chưa? Con này đúng rồi, con đi chơi rồi. Ở nhà làm việc mệt quá rồi, phải đi chơi. Thon nhỏ quá ha. Con này lớn nhất thì khoảng bao nhiêu chú? Con này là hết cỡ rồi phải không? Có lỗ sâu hả? Có lỗ sâu là đúng rồi nè.
tôm này. Phi cá. Đó nè. Chú. Gèo gèo. Con đi. Ở dưới nước nè. Dưới luôn đó. Dưới nước nè nó làm nó cũng sẵn. Ừ, sẵn rồi. Ờ, sẵn rồi. Ở dưới mặt nước này là cái lỗ sẵn, còn trên bờ này không bao giờ có lỗ. Em chỉ cần là chớp con mắt thôi là không có nhìn thấy cái chỗ nó mất tiêu. Này là kinh nghiệm rồi. Ê trời, cái này cũng ngon. Cái này nó đi chơi hết rồi. Chọn xuống rừng bắt như là có cảm giác cái máy. Cái này mình bắt được thể dục không? Thể dục mà mình nhớ là ồ hay quá, nhìn thấy cái lỗ luôn. Thể dục mình nhớ là đừng có mắt. Wow, con này to ghê. Con này là to à. Đau ghê luôn á. Rồi cái càng nó khỏe đó. Mấy cái ốc này nó tét như chơi mà. Anh mà. Anh ốc này không á. Học chú hay không? Mày nhỏ xíu không? Ủa sâu dữ. Rồi, chạy mất rồi. Lẹ lắm. Dạ thấy nó không có cảm được cái gì luôn, đúng ra nó thúc cái rẹp mất, mình phải làm sao nhanh cho nó. Sâu chắc cả mét đó ha. Wow, con này có trứng kìa. Trứng đỏ luôn. Cái này. Cái. Có được nữa. Có. Không biết liền. À. Nó thì nhỏ ha. Rồi chúng ta đi theo chú này rất là chuyên nghiệp. Wow, hay quá. Nó mới làm cái lỗ nó sập hơn chút xíu nè. À, nhưng mà nó dễ sập hơn là lỗ làm lâu rồi. Wow. Chính luôn này không? Chính kém á. Đực rồi, nó đực này. Không đực. Nó đực ra nó phối giống mà nó mềm cái người luôn nè. Ờ, con này nó ốm hơn. Dạ, nó kẹp, nó kẹp kìa. Nó phối giống, nó làm mệt quá rồi. Hết rồi. Wow, rất là to kìa. Hay quá. Theo chú chia sẻ thì
khi mà nước lên trong nước xuống là nó sẽ hiện lên cái hang, thì người kinh nghiệm lâu năm thì mới nhìn thấy được. Càng nhọn kìa, chảy máu luôn rồi. Hay quá. Wow, bự ghê. Con à. Công cụ rất là đơn giản, chỉ một cái muỗng, một cái ca và một cái cây dài có mấy cái đầu móc câu, thì khi mà thọc xuống hang thì sẽ dính con tôm và rút nó lên thôi. Nhưng mà quan trọng nhất chính là cái kinh nghiệm để mà nhìn thấy được cái hang của con tôm tích. Chú này thì chắc khoảng bốn mấy rồi, kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi. Nhìn trên mặt biển khi mà sóng đánh lên và nước rút xuống thì có thể nhìn ra được cái hang. Rồi, cảm ơn chú nhiều.